Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về cách khôi phục tin nhắn Zalo trên máy tính. Các tin nhắn đã xóa trên Zalo của máy tính, nếu các bạn muốn khôi phục lại thì các bạn cần thực hiện các bước như sau. Bước 1 là các bạn làm mở ứng dụng Zalo trên máy tính. Nếu các bạn đăng nhập vào máy tính mới thì các bạn là phải cài đặt Zalo cho máy tính. Bước 2 là các bạn là chọn chữ cài đặt. Sau đó các bạn là bấm vào chữ là lưu trữ. Tiếp theo là các bạn là xuất dữ liệu. Bước 3 là các bạn là mở cửa sổ Zalo. Tiếp theo là các bạn là xuất dữ liệu hiện lên. Thì bạn chọn một trong các mục muốn sao lưu tin nhắn, hình ảnh, tệp hay là video. Tiếp đến là các bạn là chọn nơi thiết lập lưu vào. Và cuối cùng đó là xuất dữ liệu. Bước 4 là các bạn là chờ quá trình xuất dữ liệu xong, rồi các bạn là nhấp vào chữ đóng. Bước 5, file dữ liệu của bạn đã được nén lại gọn gàng, thì bạn có thể lưu nó trên đám mây để tải xuống sử dụng khi cần một cách dễ dàng. Bước 6, thì để khôi phục các tin nhắn cũ trên máy tính, Zalo, thì bạn phải chọn cài đặt. Sau đó là các bạn là bấm vào chữ là lưu trữ. Tiếp theo là các bạn là nhập dữ liệu. Bước 7 là các bạn là chọn tập tin backup. Sau đó là các bạn là nhập dữ liệu là xong. Như vậy, mình đã hướng dẫn cho các bạn đầy đủ về cách khôi phục tin nhắn đã xóa trên Zalo của máy tính. Hy vọng mấy cách giới thiệu của mình sẽ giúp các bạn thực hiện dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều và trân trọng. Xin chào.